Xin chào các em học sinh trường Trần Hưng Đạo. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với chương trình hóa học chính nhé. Như thường lệ thì phần đầu tiên luôn là sửa bài tập tuần trước. Ở bài tập số 1, chúng ta xem đáp án. Ở đây chúng ta thấy là có hai phương trình sẽ không xảy ra. Thứ nhất là phương trình axit acetic không tác dụng với đồng. Lý do bởi vì kim loại đồng đứng sau hydro trong dãy hoạt động hóa học. Phương trình thứ hai không xảy ra là axit acetic không tác dụng với muối canxi clorua. Bởi vì axit acetic chỉ có tác dụng được với muối carbonat mà thôi. Các bạn lưu ý hai điều này, ta sửa bài cho chính xác. Và đây là đáp án của bài tập số 2. Chúng ta chia ra làm 4 trường hợp với 4 chất natri, kẽm, natri hydroxit và magie oxit. Bài này thì cô thấy là hầu hết các bạn là làm đúng và có cân bằng phương trình hoàn chỉnh. Qua hai bài tập về nhà vừa rồi thì cô thấy các em đã phần nào nắm rõ được axit acetic cũng như là cách viết phương trình của nó. Vậy thì ngày hôm nay cô trò chúng ta sẽ tiếp tục sang bài mới là tìm hiểu về mối liên hệ giữa ethylene rượu ethylic và axit acetic. Bài học ngày hôm nay gồm có hai phần chính. Thứ nhất là sẽ tìm hiểu về sơ đồ mối quan hệ giữa ethylene, rượu ethylic và axit acetic. Thứ hai là cô sẽ giới thiệu đến các em một số dạng bài tập quan trọng như là bài tập viết phương trình hóa học hoàn thành các phản ứng, bài tập về phân biệt, còn gọi là nhận biết các chất, bài tập tính hiệu suất của phản ứng este hóa, phản ứng lên men rượu, vân vân. Và bài tập tính thành phần phần trăm khối lượng của các chất trong hỗn hợp lỏng. Chúng ta cùng đến với phần đầu tiên. Một la mã sơ đồ mối liên hệ giữa ethylene, rượu ethylic và axit acetic. Đầu tiên mình cùng nhìn lại công thức phân tử của ba chất này. Ethylene là C2H4, rượu ethylic là C2H5OH và axit acetic là CH3COOH. Cả ba bài học này chúng ta đều được học qua rồi và trong ba bài ở phần tính chất hóa học cũng như phần điều chế sẽ xuất hiện các phương trình hóa học và những phương trình đó có sự liên quan với nhau như thế nào thì chúng ta cùng xem sơ đồ sau. Từ ethylene chỉ cần cho tác dụng với nước với sức tác axit là sẽ tạo ra được rượu ethylic. Rồi từ rượu ethylic tác dụng với oxy, điều kiện men giấm thì sẽ cho ra được axit acetic. Và cuối cùng axit acetic có khả năng lại tác dụng ngược với rượu ethylic với điều kiện axit sulfuric đặc nhiệt độ thì cho ra sản phẩm là ethyl acetate. Đây là sơ đồ hoàn chỉnh cho ta thấy được mối liên hệ từ ethylene đến rượu ethylic và axit acetic. Với sơ đồ hướng dẫn như thế này thì cô sẽ có các phương trình hóa học minh họa như sau. Các em thấy cả ba phương trình này đều có đặc điểm là ngoài cái mối liên hệ giữa các chất nói trên thì chúng đều xuất hiện điều kiện phản ứng. Nếu không có điều kiện phản ứng thì coi như phương trình không xảy ra. Chúng ta chú ý học bài là phải học luôn cả điều kiện phản ứng cho chính xác. Phần lý thuyết của bài học ngày hôm nay chỉ nhẹ nhàng như vậy thôi. Bây giờ chúng ta sang phần hai la mã là tìm hiểu một số dạng bài tập quan trọng. Dạng thứ nhất là viết phương trình hóa học hoàn thành các phản ứng. Dạng này cô nghĩ nó rất là cơ bản với các em rồi. Giờ các em quan sát chuỗi phản ứng sau.
Như vậy trong chuỗi này có tất cả là 8 mũi tên thì chúng ta sẽ viết ra thành 8 phương trình hóa học tương ứng. Chú ý chất tham gia và sản phẩm phải cho đúng với từng mũi tên một. Trong đây thì cô có phần hướng dẫn là gợi ý cho mũi tên số 3. Từ chất natri ethylat C2H5ONa mà muốn ra rượu ethylic thì chúng ta cho tác dụng với nước. Phản ứng này ta đã từng thấy trong phần tính chất hóa học của rượu ethylic. Và tiếp tục cô sẽ hướng dẫn các em phương trình số 7 là từ chất CH3COONa làm sao mà ra được axit acetic. Lý do cô chọn HCl bởi vì các em để ý tiết trước cô đã dạy CH3COONa chất này thuộc loại gì? Ở đây ta thấy có gốc axit CH3CO đi với natri, như vậy thì CH3CONa là một muối. Chưa? Rồi bên sản phẩm CH3COH là một axit. Như vậy từ muối mà muốn ra axit thì nhớ lại tính chất hóa học của muối trước đây đã học ở học kỳ 1 nè. Đó là ta chỉ có một phương án cho cộng với lại axit thôi. Thì chọn axit HCl hoặc H2SO4 đều được. Ha? Và khi cộng axit như vậy thì cô cắt kép sẽ cho ra chất chính là CH3COOH và chất phụ là NaCl. Rồi như vậy ngoài hai gợi ý của cô thì những phương trình còn lại bằng kiến thức đã học các em tự thực hiện nhé. Dạng bài tập số 2 là phân biệt hay còn gọi là nhận biết các chất. Các em đến với đề bài sau. Có 3 chất lỏng không màu đựng trong 3 lọ riêng biệt mất nhãn chứa benzen, rượu ethylic và axit acetic. Thì trong 3 chất này thì có chất benzen. Bài này có trong sách giáo khoa nhưng mà chương trình được tinh giản nên là chúng ta không tìm hiểu sâu về chất này. Nhưng ở đây được đưa vào thì chúng ta cũng sẽ làm được. Chút nữa cô sẽ hướng dẫn. Bây giờ mục tiêu của bài này là nhận biết 3 lọ bằng phương pháp hóa học. Thì tương tự như những bài trước đây mình đã làm, vẫn đi theo một cái khuôn khổ. Đó là ta sẽ tiến hành trích mẫu thử, sau đó chọn thuốc thử và nêu ra dự đoán các hiện tượng. Thế nào? Rồi bây giờ cô tiến hành giải. Đây là 3 lọ chất lỏng nên chúng ta vẫn giữ lại cái câu trích mẫu thử chứ không bỏ giống như là cái bài nhận biết 3 chất khí đợt trước. Sau khi trích mẫu thử thì bây giờ các bạn xem cho cô nè, nhớ trong một đề bài nhận biết 3 chất lỏng hữu cơ nếu thấy xuất hiện có axit acetic thì chúng ta lập tức sẽ sử dụng quỳ tím cho vào các mẫu thử. Bởi vì mình học rồi, quỳ tím nó sẽ giúp ta phát hiện ra axit, chỉ axit mà thôi. Được chưa? Như vậy thì cô sẽ có hai hiện tượng là quỳ tím hóa đỏ là axit acetic và không hiện tượng sẽ là benzen với rượu ethylic. Vậy bây giờ ta cần phải tiếp tục phân biệt lọ benzen và lọ rượu ethylic để dùng cái gì đây? Thì các bạn lại nhớ trong một bài nhận biết nếu thấy xuất hiện rượu ethylic thì ta sẽ sử dụng kim loại natri. Bởi vì natri có phản ứng với rượu ethylic và không phản ứng với benzen. Được chưa nào? Hiện tượng xảy ra thì hôm bữa mình xem thí nghiệm natri với rượu ethylic rồi đấy. Ta có thể dự đoán được hiện tượng là xuất hiện sủi bọt khí thì sẽ là rượu ethylic. Viết phương trình hóa học minh họa. Vậy thì chất cuối cùng sẽ để là không hiện tượng là benzen. Vậy các em nhớ nha, những cái chất lạ lạ thường người ta đưa vào á thì mình sẽ để cho nó xuống cái phần cuối cùng là cho là không hiện tượng. Ta chỉ tập trung phát hiện ra những cái chất quen thuộc ở bên trên trước. Rồi bây giờ các em nhìn lại toàn bộ bài giải một lần nữa để thấy được cái định hướng làm bài tập này.
Sau đó chúng ta sẽ vận dụng tiếp tục cho cái đề bài tập số 3. Dạng bài tập số 3 là tính thành phần phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp lỏng. Ta xem đề bài tập. Cho 7,5 gam hỗn hợp gồm rượu ethylic và axit acetic tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch NaOH. Sau phản ứng thấy có 6,15 gam muối tạo thành. Câu A là tính phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp đầu. Câu B, tính nồng độ mol của dung dịch NaOH đã dùng. Thì cô đã có cái phần tóm tắt cho đề bài này như sau. Bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành giải. Bước đầu tiên của một bài toán đố là mình sẽ đi tìm số mol của một chất nào đó. Thì ở đây ta có 2, 3 thông tin. Đó là gì? M hỗn hợp, thể tích NaOH và khối lượng muối. Thì phân tích sơ qua là ta thấy cái thông tin M hỗn hợp với cái lại cái thể tích NaOH là không dùng được rồi. Như nào? Vậy thì bây giờ còn thông tin khối lượng muối thôi. Nhưng mà muối là chất nào, công thức ra sao thì chưa biết. Nên ở bài này chúng ta sẽ hoán đổi, viết phương trình hóa học trước để nhìn thấy được cái công thức hóa học của muối. Được chưa? Rồi, cho hỗn hợp hai chất cùng tác dụng một chất. Nghe rất quen đúng không? Nó giống như là hôm bữa mà mình học cái bài ethylene và metan cùng đi tác dụng với một chất là dung dịch brom ấy. Thì bài này cũng tương tự như vậy. Chúng ta sẽ có hai phương trình. Và bây giờ mình sẽ xét từng phương trình một. Rượu ethylic có tác dụng với NaOH không nhỉ? Không có, bởi vì ở bài rượu ta học rồi, nó đâu có tính chất mà tác dụng với bazơ đâu. Chưa? Vậy phản ứng này không xảy ra. Rồi, axit acetic có tác dụng với lại bazơ NaOH không? Có. Vậy ta viết phương trình. Phương trình này nó đã cân bằng sẵn rồi, nên mình không tiến hành cân bằng nữa. Như vậy, nhìn hai phương trình mà đã loại bớt một phương trình rồi thì bài này nó trở về cái dạng toán quen thuộc mà những tiết trước cô đã hướng dẫn các bạn, gọi là toán gì? Hỗn hợp giả. Hiểu chưa? À, thế thì bây giờ chúng ta chỉ việc có phương trình rồi thì mình sẽ đi tính số mol của muối. Đó chính là cái muối CH3COONa. Rồi mang số mol lên đặt đúng chất và tính ra những vị trí còn lại. Đó, như vậy là ta đã xong cái công đoạn chuẩn bị. Bây giờ mới bắt đầu xem vấn đề hỏi gì. Câu A, tính phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp đầu. Đã nói nhiều lần rồi, muốn tìm phần trăm của một cái gì đó thì ta phải biết cái vấn đề đó đã. Như vậy ở đây tìm phần trăm khối lượng của các chất thì ta phải biết khối lượng các chất. Vậy thì nhìn vô phương trình, cô sẽ dễ dàng tính ra được khối lượng của chất axit acetic trước. Ok nào. Rồi sau khi có được khối lượng axit acetic rồi, bây giờ đi tìm phần trăm khối lượng của chất này. Thì công thức quen thuộc. Và nó giống như cái công thức tìm phần trăm thể tích đó. Bây giờ là tìm phần trăm khối lượng. Do nó chỉ khác nhau giữa chữ V và chữ M thôi. Vậy thì các em sẽ đi tìm phần trăm khối lượng của axit acetic. Rồi, có phần trăm khối lượng của axit acetic rồi, muốn tìm phần trăm khối lượng của rượu ethylic. Thì một cách nhanh nhất đó là ta lấy 100% đi tìm cho phần trăm của chất ở trên là xong. Được chưa? Còn nếu bạn nào mà không làm theo cái cách nhanh này, bạn muốn áp dụng cái công thức màu vàng cô đưa ra để cho tính phần trăm khối lượng của rượu ethylic thì bạn sẽ phải thêm một cái công đoạn là đi tìm gì?
khối lượng rượu etylic rồi bạn mới tính phần trăm của nó được. Các bạn hiểu chưa nào? Vậy cô thấy cái bài này nó rất là giống với lại cái bài mà hỗn hợp hai khí ethylene metan cùng tác dụng với dung dịch brom. Chưa? Hôm bữa mình học là khí, hôm nay mình học là lỏng. Đơn giản vậy thôi. Rồi, bây giờ ta sang câu B. Tính nồng độ mol của NaOH thì công thức các em đã học rồi. Mình chỉ việc viết công thức vô thế số là giải quyết được vấn đề này. Rồi chúng ta nhớ làm bài tập này vào trong vở nhé. Dạng bài tập cuối cùng cô giới thiệu đến các bạn đó là bài tập tính hiệu suất của phản ứng hóa học. Chúng ta cùng xem đề bài sau. Điều chế ethylacetate từ ethylene với hiệu suất cả quá trình là 85%. Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra. Và câu B là tính khối lượng của ethylacetate thu được nếu sử dụng 10 lít khí ethylene ở điều kiện tiêu chuẩn. Bây giờ ta sẽ giải. Đầu tiên là câu A, viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra. Các có nghĩa là sẽ có nhiều phản ứng xảy ra, được chưa? Vậy thì đó là những phản ứng nào? Ta đọc đề và phân tích nè. Điều chế ethylacetate từ ethylene có nghĩa là từ ethylene muốn ra ethylacetate không thể qua một giai đoạn. Mà như hồi nãy từ phần 1 La Mã ta thấy là nó phải trải qua đến 3 giai đoạn. Được chưa? Mình viết tất cả 3 phương trình ra, nhớ ghi đầy đủ điều kiện phản ứng. Xong câu A, sang câu B. Tính khối lượng ethylacetate. Đề yêu cầu là vậy, nhưng ta không thể tính ngay được khối lượng ethylacetate bởi vì chưa có một cái con số gì liên quan tới hóa chất này. Vậy thì lúc này nó trở thành một cái bài toán đố nhỏ ở đây. Các bạn thực hiện đầy đủ các bước. Bước 1 là tính số mol của một chất nào đó và đề cho số liệu. Có nghĩa là cô sẽ tính số mol của khí ethylene. Rồi sau đó mang số mol lên phương trình và dẫn đến số mol của chất mà ta muốn đi tính khối lượng. Thì ở đây nhìn sơ qua ba phương trình, cô thấy rằng tất cả các chất tham gia phản ứng đều chung hệ số là 1. Vậy thì ta chốt luôn là số mol ethylene sẽ bằng luôn số mol của chất ethylacetate là 0,446 mol. Chờ. Rồi, bây giờ cô đi tìm khối lượng của ethylacetate. Tuy nhiên, tới đây bài toán chưa kết thúc bởi vì chúng ta còn bị ảnh hưởng bởi câu hiệu suất của cả quá trình là 85%. Nếu không có câu này thì bài tập này đến đây là dừng. Nhưng vì câu nói này nên chúng ta phải tính lại khối lượng của ethylacetate. Vì sao? Bởi vì đề đưa ban đầu là gì? Cái khối lượng nãy giờ chúng ta tính nó chỉ là khối lượng dựa trên cái lý thuyết thôi. Nhưng phản ứng này đâu có đạt được 100% đâu. Nó chỉ xảy ra 85%, có nghĩa là có hao hụt. Nên chúng ta phải tính lại khối lượng ethylacetate chính xác nhất, gọi là khối lượng thực tế. Để tính bằng cách nào? Thì bây giờ cô thông qua công thức tính hiệu suất như sau. Trong công thức này, cô đã nhìn thấy được cách tính khối lượng của ethylacetate thực tế. Chưa nào? Biến đổi toán học là ta ra. Rồi, bây giờ chỉ việc thế số vô là cô đã có được đáp án cuối cùng, khối lượng ethylacetate phù hợp với hiệu suất 85%. Các bạn thấy như nào, nếu 100% thì phải đạt 39,248. Nhưng vì phản ứng này 85% nên cái khối lượng thực tế nó sinh ra nó phải nhỏ hơn là chỉ có 33,36 gram thôi. Đó. Đây gọi là bài toán mà có liên quan đến hiệu suất. Rồi bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái mẹo để làm sao mà gặp cái bài toán có liên quan đến hiệu suất thì lỡ chúng ta không thuộc công thức tính hiệu suất, chúng ta
ta không phân biệt được đâu là khối lượng thực tế, đâu là khối lượng lý thuyết. Đó, thì mình sẽ áp dụng cái mẹo như sau. Nhớ cho kỹ nhé. Chúng ta đọc đề xem coi là cái chất mà đề đang cần tính nằm ở bên phải hay bên trái phương trình. Bây giờ cô nhìn vô cái chất ethyl acetate này, nhìn vô phương trình của nó thì nó nằm bên phải hay bên trái? Đó là bên phải. Đó. Vậy thì muốn tính khối lượng của chất nằm bên phải này, chúng ta chỉ cần nhớ một cái mẹo như sau. Đó là gì? Phải thì nhân hiệu suất chia 100. Đó, còn nếu chất cần tính mà nằm bên trái phương trình thì ta chỉ việc lấy gì? Khối lượng của chất bên trái đó nhân 100 chia hiệu suất. Các bạn thấy trong trường hợp này áp dụng có đúng không? Chất ethyl acetate là chất nằm bên phải của phương trình thứ 3. Như vậy thì cô chỉ việc lấy khối lượng lần đầu của nó, cô đem làm gì? Nhân hiệu suất là 85 và chia cho 100 là ra được đáp án chính xác. Đấy, vậy các bạn nhớ cái quy luật, cái mẹo của cô gọi là quy luật trái trăm. Nói lại nha, chất cần tính mà nằm bên trái thì lấy trái nhân 100 chia hiệu suất. Chất cần tính mà nằm bên phải thì lấy cái khối lượng của nó, khối lượng bên phải nhân hiệu suất chia 100. À, ta nhớ cái mẹo này là sẽ giải quyết được những cái bài hiệu suất mà không cần phải học công thức hay là xác định khối lượng thực tế, khối lượng lý thuyết. Cái dễ bị sai. Và thời lượng cho chương trình học của chúng ta đã kết thúc rồi. Cô hy vọng là với 4 dạng bài tập cô vừa hướng dẫn thì các em sẽ hiểu tốt và vận dụng cho những bài tập sau này. Bây giờ cô có mấy điều dặn dò các em như sau. Chúng ta nhớ chép bài đầy đủ và ghi nhớ kiến thức đã học. Làm bài tập 1, 3 và 4. Nộp bài tập vào mail của cô, hạn chót là 9 giờ ngày 1 tháng 5. Chúng ta nhớ là không nộp trễ hạn nhé. Và nộp cho đúng địa chỉ mail. Xin chào các em, chúc các em nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào tuần sau.